Hôm nay là 23 tháng 6 năm 2016, chúng tôi đang ở gần xong hai cặp bàn thờ làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở Viện Vọng Quốc gia. Anh đặt một chiếc nhưng tôi làm thành anh đặt một bộ nhưng tôi làm thành hai bộ. Và đây là cái phần hàng gần xong đây rồi. Đây là chiếc bàn lớn. Và làm đang tại xưởng, quý vị thấy là cái gỗ mùn thì đến cái mùn cưa còn nó cũng đẹp. Ở đây vẫn chưa xong hẳn, nhưng hôm trước thì tôi đã xong cái bàn con rồi, nhưng mà đang cho ra xưởng ngoài để nhi giáp. Cái này là lia sơ bộ để quý vị nhìn thôi. Với đường nét hết sức là tinh xảo. Và mặt là dày 1,5 phân, rất dày dặn luôn. Vậy này hàng vẫn đang để chân mộc ăn kem kéo chưa làm xong, đi là cứ từ gá tạm thôi. Nếu cả thời gian lấy giáp và hoàn thiện thì chừng 1 tuần nữa là chúng tôi sẽ xong cả bộ, và lúc đấy sẽ kê ngay ngắn để quay để báo tiếp với khách. Đây là một chiếc mặt, đây tôi quay từ phía trong gầm. Xin nhắc lại, hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2016. Vâng, tôi đang quay theo yêu cầu của một khách hàng. Anh là bác sĩ ở Viện Bỏng ở Hà Nội, Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội, thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.